Hơi trễ. Cái bữa mình đã đi một khúc rồi đúng không? Hôm nay cái màn hình chiếu coi đã. Cái này hình gan rồi, gan nhiễm mỡ mình đi lẹ ha. Gan nhiễm mỡ thì có 3 phân độ. Phân độ nhắc lại một cái hình gan nhiễm mỡ nó phải có cái hình thận kèm theo. Cái vùng gan nhiễm mỡ không đều thì mấy bạn ngó mình thấy nhất là gan nhiễm mỡ không đều là phân bố chủ yếu dọc theo mạch máu dây chằng và các cái phần xa của gan dự tư mật. Lần trước có đưa cái hình này cho mấy bạn xem trên một cái để một cái đầu dò ở đây thì mình thấy vị trí này rất là nhiều cái cấu trúc đúng không? Nên là giãn mạch máu trong trường hợp xơ gan ta góc lực cửa giãn cái mạch phình vị đúng không? Đây là bên lách thì đây là những cái giãn cái mạch máu vùng rốn lách. Khi có một cái gan xơ thì có nhiều cái tuần hoàn mạch hệ đi qua một con ba dưới của thực quản hoặc là phình vị hoặc nối thông qua hệ của dạ dày thận và lách, nó đi theo cái hướng đó thì nó có cái can thiệp nó gọi là bạc tô, có nghĩa là người ta luồn vô người ta thay vì người ta chích keo đúng không, người ta chích cột cái mạch thực quản hoặc chích sơ ở trong phình vị trong bao tử hoặc là người ta luồn ngược lại theo cái đường tĩnh mạch, người ta dò lên cái vị trí để người ta giảm bớt tăng áp lực cửa. Những cái kỹ thuật đó thì cái hiệu quả không cao, bản thân tôi làm tôi không thích. Những cái vùng gan nhiễm mỡ thì mấy bạn lưu ý nha. Những vị trí ví dụ những tổn thương nhỏ như thế này mấy bạn có khả năng là sao tưởng cứ u mà cái đó nhất là mấy bạn mới đi làm mới làm siêu âm thì sẽ gặp mấy cái này hoài, kết luận bình thường thì không dám mà kết luận là ung thư thì cũng dám, nên mấy bạn phải rút kinh nghiệm có thể 1, 2, 3 ca, 5 ca nhưng mà mấy bạn phải rút kinh nghiệm. Ví dụ nghĩ là cái vùng gan không nhiễm mỡ nhưng cái thái độ của mình cái chính là mình đừng quá tự tin mà mình cũng đừng quá nhát gan, cái gì cũng nhát u ấy, coi chừng u mặt mày bệnh nhân xanh dợn rồi 1, 2, 3 tháng đầu thì coi chừng u nhưng mà 1 năm sau thì mấy bạn phải có cái tinh thần cái thái độ lời khuyên khi siêu âm đúng không. Những cái vùng gan không nhiễm mỡ hoặc là những vùng nhiễm mỡ có nghĩa là trên cái này không nhiễm mỡ chỉ có một cái vùng nhiễm mỡ, các phân thì bữa hôm mình nói rồi chia qua nhanh. Mấy bạn lưu ý các tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch hệ thống cửa cũng như dây chằng. Chúng ta trên CT thì mình cắt ngang rất là chuẩn, còn trên siêu âm thì nó hơi nghiêng nghiêng. Nó không có theo cái mặt cắt của CT MRI nhưng mà vẫn phải dựa trên các cấu trúc mạch máu. Mình yêu cầu mấy bạn phải đọc được các cái cấu trúc, tìm được cấu trúc để mình biết các cái tổn thương nó nằm đâu. Mấy bạn mình mấy cái hình CT chúng ta phải coi lại trên gan, nhắc lại các bạn cứ nhìn trên một cái gan như vậy đúng không? Trên cửa và dưới cửa thì nhìn một cái gan như vậy thì hai là sát hoành đúng không, 2, 3 thì dưới hoành, 8, 7 thì này, 4, 5 thì mắt chúng ta lưu ý đi nhanh. Ví dụ như nhìn vô đây đúng không, hỏi tính này 8 đúng không, nhưng mà nhìn qua đây thì là 5 đúng không, do ở đây người ta chỉ đây cho mình biết đây là cửa, như vậy dưới cửa là 5, cho nên mình biết mình phải chính xác. Mấy bạn không nắm chính xác khi ta mổ hay là cắt rồi vân vân, chúng ta không có nhận diện được cái hệ thống cửa đúng không. Rồi chúng ta đi lẹ qua mấy cái này ha. Khả năng phát hiện thì bữa hôm mình là người mới học, nhưng cái khả năng để chẩn đoán mấy bạn cái này là ung thư kiểu gì cái gì không quan trọng, mấy bạn phát hiện được tổn thương khu trú. Tổn thương khu trú này gợi ý lành tính hay ác tính, ví dụ gợi ý lành tính thì thôi đúng không, gợi tính ác tính thì mình khuyên người ta thêm. Như vậy kích thước trên siêu âm thì phân biệt khoảng chừng 5 ly là chúng ta ok rồi, nhưng hiển nhiên tùy thuộc theo cái máy tốt thì cái khả năng cái độ phân giải nó tốt hơn. Nhưng phải lưu ý trên một nền gan lá ngo giống như tờ giấy trắng thì một vết mực cũng thấy, còn trên một cái nền xơ gan nặng chúng ta coi chừng bỏ sót. Bản thân cá nhân hôm qua tôi làm một cái u gan bên trái tôi bỏ sót không thấy, mình làm lẹ quá, xơ gan nhiều khi mình thấy nó giống nhau quá, cuối cùng mà khối đó tới 17 ly. Nó sẽ rớt vào một cái tình huống nó gọi là isoechoic, có nghĩa là đẳng âm, nó giống nhau vậy đó. Cục u cũng như nền xơ đó phản âm như nhau,
Như vậy trong tình huống đó chúng ta không làm kỹ, chúng ta không quan sát, chúng ta không nhìn cái mass effect nó xô đẩy mạch máu, cái bờ nó làm sao, chúng ta chắc chắn bỏ sót. Thì nhất là bệnh nhân có vấn đề xơ gan thì mấy bạn siêu âm kỹ càng hơn, chậm lại, không thì chúng ta sẽ sập hầm. Trên một nền xơ gan nữa, thái độ có nghĩa là dù khối u điển hình mấy, cứ coi như nó là ung thư. Nhắc lại, trên một nền xơ gan, mấy bạn thấy xơ gan kết luận rồi, dù là khối u điển hình hay men xơm gì đó, phản âm dày bờ đa cung gì đó. Trong trường hợp đó, quan điểm của tôi là trên một nền xơ gan, chứ tôi không nói gan bình thường nha, khối u dù có điển hình mấy vẫn coi như là ung thư, đến khi bạn có bằng chứng ngược lại. Có nghĩa là các bạn có thể làm dynamic, đúng không? CT, MRI, vân vân. Và dựa vào guideline phác đồ chúng ta để có cái hướng. Ví dụ, giờ nó tới chúng ta 12 ly. Trong hồi sáng nay tôi có khám một bệnh nhân 12 ly. 12mm để khẳng định ung thư không thì khó quá. Nhưng trên bệnh nhân có yếu tố là đã điều trị ung thư gan với tôi 4 năm. Tôi điều đốt và ở vai hết 3 lần. Như vậy, dù đã có 12mm, trên một cái nền gan lá ho thì tôi coi như đó là một đồng thời, dù chụp CT MRI không điển hình về dynamic. Như vậy là thái độ của mình là phụ thuộc vào bệnh sử của bệnh nhân, không dựa vào hình ảnh. Mà kinh nghiệm trong cái lĩnh vực điều trị ung thư gan của tôi hơn 10 năm rồi, tôi thấy rất nhiều đàn anh nữa nhiều khi tự tin quá đáng, cuối cùng sập hầm rầm. Nhất là chúng ta nhân chứng nó ảnh thì bây giờ chia làm mấy nhóm, nhóm hoàn toàn chỉ làm siêu âm không, thậm chí cái rồi không những siêu âm không, mà cái môi trường mình không có CT MRI thì mình tố quá thì cũng dở, mà mình không tố mình sập hầm mình cũng chết. Nên cái bài học về cái mức độ lành tính ác tính trên siêu âm là bài học rất lớn và đòi hỏi sự trải nghiệm. Tí hồi sẽ đưa cho các bạn coi những cái case mà các bạn không tưởng tượng được, sao nó đẹp quá, sao nó hiền quá. Giống như mấy bạn vậy, nhìn đây ai hiền nhất, ai hiền gì, ai ác có trời biết đó, đúng không? Hồi xưa mấy bộ đẹp tôi toàn ác không. Đại ý là nhưng mà nhìn mặt được mắt hình dong mình nhiều khi mình bỏ sót, đúng không? Và mình có lỗi, nên cẩn thận, hết sức cẩn thận. Tổn thương khu trú thì các bạn phải mô tả chừng này tính chất. Tương tự trong về bộ nhạy đồ đặc hiệu, không ai nói là phản âm dày, phản âm kém, cái phản âm nào là quan trọng hơn. Nó khác với sỏi, bệnh lý lành tính. Ví dụ như mọi thứ, điển hình hemangioma 3 hoặc là 2cm. Nhưng trên một cái nền gan không có tổn thương nào ngoài một cái hemangioma, nhưng mà có huyết khối tĩnh mạch cửa. Thì trong trường hợp đó cái huyết khối nó gợi ý, dù cái hình kia nó điển hình mấy là điển hình, nhưng chính vì cái khối tĩnh mạch cửa làm cho tụi em phải nghĩ cái hình cái u đó không còn lành tính nữa. Như vậy trong một cái, nó không có một cái công thức nào hết, nhưng mà chúng ta cái khả năng lý luận biện luận chúng ta phải biết. Giả dụ một khối u như vậy rất là nhỏ, không nghĩ gì hết, tự nhiên một cái hạch vùng đầu tụy quá to, mình dám tự lên không, mà nó u lành tính không, chắc là không, đúng không? Nên hiện nay trong đơn vị gan, mỗi lần hội chẩn bệnh nhân có yếu tố nguy cơ không, cái đó phải đặt ra trước khi biện luận này lành hay ác. Giờ mình nói, tại vì chúng ta biết ung thư gan rồi, 95% liên quan tới cái gì? Yếu tố nguy cơ, chứ không ai đè ra người bình thường bị nhiễm ung thư gan cả. Chưa nói tới những bệnh lý khác. Rồi mình phải mô tả vị trí. Vị trí có thể overlap, có nghĩa là u nằm hẳn thì 5 và 8 thì nó nằm ở giữa. Nó đâu có thiên về 5, đâu thiên về 8, rồi em đừng có ép, nó phải vô bên. Vấn đề nó nằm biên giới nào chúng ta, cái này đúng không? Vùng quốc gia này, vườn quốc gia mình nằm nửa Campuchia, nằm nửa mình, chứ chẳng lẽ mình kêu của mình hết đâu có được. Nên khi mô tả vậy, tụi em cứ khách quan, đúng không? Khối u nằm phân thủy sau, thôi 5-8 này tụi em nói phân thủy trước, có nghĩa đồng thời người ta nghĩ là tụi em nó vừa nằm 5 và 8. Còn nếu em nằm 7 không, em khu trú cho người ta, thì càng khu trú thì cái phác đồ điều trị nó khác, đúng không? Tại trong điều trị u nó có nhiều loại, đúng không? Mổ cắt u thôi, tumorectomy thôi, hoặc là gì, cắt theo giải phẫu, có nhiều cái hướng, nhiều cái cách điều trị. Nên nhắc lại cái vị trí tụi em phải mô tả chính xác. Tụi em mô tả không chính xác, ví dụ u nằm hạ ung thủy 8,
nhưng cái này nó đã lớn qua bốn rồi, đúng không? Người mổ thì phải dựa vào trên hình ảnh nhiều hơn, họ đọc có thể quen nhưng mà có thể họ bị sập khúc. Nếu họ đọc giống như kết quả mình đọc thì họ tự tin là mổ hơn, đúng không? Và kể cả trên CT sử dụng các phần mềm để đo thể tích gan, có nghĩa là cái phần gan cắt dục ra ngoài, phần gan còn lại là bao nhiêu. Nhưng CT thì nó lại khác mình, còn mình trên mặt siêu âm thì cái cách nó khác. Hình dạng bờ vân vân, mạch máu như thế nào mình mô tả thì chúng ta phải lưu ý. Cái phần nang, cái hàng đầu của nang gan nó là bờ rõ thành mỏng, đúng không? Và khi nói nang, làm sao nang chẩn đoán với việc với áp xe. Nang gan thì mấy bạn nên nhớ, áp xe bao giờ cũng nói tới áp xe là nói tới nhiễm trùng. Áp xe tôi đang nói nhiễm trùng, hoặc là áp xe do amip có bụi nhiễm, chứ tôi không nói áp xe do ký sinh trùng. Cái lâm sàng áp xe cho ký sinh trùng nó hoàn toàn khác, đúng không? Còn cái nang gan người ta tới với mình đa phần mình phát hiện sao? Vô tình. Hoặc người ta tới với các bạn đột ngột, có nghĩa là trong trường hợp những cái nang nào trên 7cm, 8cm trở lên thì nguy cơ của cái gan, nang gan nó làm sao? Xuất huyết trong gan, mang xuất huyết rồi nó bị bộ nhiễm. Nơi nào mà máu nó tồn động là nơi nó sẽ nhiễm trùng. Đầu tiên là xuất huyết, để lâu nó thành áp xe. Nên nhắc lại, bệnh nhân bị nang gan xuất huyết tới với bạn, người ta than phiền chủ yếu là cơn đau đột ngột và do nó xuất huyết, nó làm căng cái nang, nó làm đau. Nhưng ngược lại áp xe, người ta tới với bạn là gì? Chủ yếu là nhiễm trùng, là sốt. Lần trước tôi nói với bạn rồi, áp xe cũng vậy, nó có yếu tố dịch tễ, thì bạn phải động thêm. Áp xe do sán lá hiện nay là hàng đầu, đúng không? Fasciola hepatica là nhiều nhất. Còn bản thân nang thì trong đó có nước. Riêng nang gan đỡ lo âu hơn cho mấy bạn một chút xíu. Đó là sao? Nang gan nó không có phân độ giống như nang thận. Nang thận chúng ta học có phân độ Bosniak, đúng không? Nếu phân độ gợi ý lành tính hoặc ác tính. Còn nang gan không ai phân độ, nang gan